Kỹ năng bán hàng, kỹ năng kinh doanh. Hôm nay tôi chia sẻ bằng chủ đề mua bán đường phố và bài học khởi nghiệp nhỏ. Thì các bạn biết rồi, tôi xuất thân, tôi bắt đầu kinh doanh, bắt đầu bán hàng từ là người bán bánh mì các bạn. Từ cái người bán mì dạo đường phố. Và qua đó thì tôi rút tỉa rất nhiều cái bài học kinh nghiệm các bạn. Thì hôm nay tôi chia sẻ các bạn nghĩa là mua bán đường phố và bài học khởi nghiệp nhỏ. Thì mua bán đường phố là hoạt động trao đổi hàng hóa, dịch vụ diễn ra tại các khu vực công cộng, thường là trên vỉa hè, lề đường hoặc các khu tập trung đông người. Hoạt động này phổ biến ở nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là các nước đang phát triển bao gồm cả Việt Nam. Và cái bài phân tích này tôi muốn gửi các bạn trẻ, các bạn sinh viên thanh niên muốn khởi nghiệp nhỏ bằng cái hình thức là vốn ít hoặc không có vốn đó, hoặc là kinh nghiệm kinh doanh mình chưa có nhiều, thì hãy bắt đầu cái mua bán đường phố. Về ưu điểm bạn, tiện lợi mua bán đường phố mang đến sự tiện lợi cho cả người bán và người mua. Người bán có thể sẽ dễ dàng tiếp cận khách hàng mà không cần phải thuê cửa hàng, trong khi người mua có thể mua sắm mọi lúc mọi nơi với giá cả thường rẻ hơn với mua tại cửa hàng. Tạo việc làm, mua bán đường phố tạo ra nguồn thu nhập cho nhiều người, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần vào nền kinh tế. Mua bán đường phố góp phần vào sự phát triển của nền kinh tế địa phương, tạo ra nguồn thế cho chính quyền, giữ gìn văn hóa. Mua bán đường phố là một phần văn hóa của nhiều quốc gia, góp phần tạo nên sự đa dạng và phong phú cho đời sống xã hội. Về nhược điểm bạn, nhược điểm thì nó lộn xộn. Mua bán đường phố sẽ gây ra sự lộn xộn, mất trật tự tại các khu vực công cộng, gây mất vệ sinh môi trường. Nếu không được quản lý tốt, mua bán đường phố có thể dẫn đến tình trạng xả rác bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường. Thứ hai là gây mất trật tự an ninh. Mua bán đường phố có thể tạo điều kiện các hoạt động trộm cắp, móc túi và các tệ nạn xã hội, vi phạm trật tự đô thị. Mua bán đường phố có thể vi phạm các quy định về trật tự đô thị tại một số địa phương. Câu chuyện về mua bán đường phố và bài học khởi nghiệp nhỏ. Có một người phụ nữ nghèo ở thành phố Hồ Chí Minh đã bán bánh mì trên vỉa hè hơn 10 năm. Mỗi ngày chị dậy sáng sớm để chuẩn bị nguyên liệu và bánh mì. Chị bán bánh mì với giá rẻ để phù hợp túi tiền của người lao động. Nhờ sự chăm chỉ và chịu khó, chị đã có thể nuôi dưỡng hai con gái ăn học đến nơi đến chốn. Câu chuyện của chị là một ví dụ điển hình về những lợi ích của mua bán đường phố. Hoạt động này giúp chị có được nguồn thu nhập để trang trải cuộc sống và nuôi dưỡng gia đình. Tuy nhiên, mua bán đường phố cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ như mất vệ sinh môi trường, gây mất an ninh trật tự, do đó cần có sự quản lý chặt chẽ của chính quyền địa phương để đảm bảo hoạt động mua bán đường phố diễn ra một cách văn minh và trật tự. Đó bạn. Thì đó là một cái đó là một số kinh nghiệm, một số chia sẻ mà tôi muốn gửi đến các bạn học sinh, sinh viên, thanh niên, các bạn muốn có thể khởi nghiệp với đồng vốn ít ỏi hoặc không có vốn mà mình muốn kinh doanh, mình muốn tham gia bán hàng để có thu nhập không lớn, hoặc là bạn mà có những cái trải nghiệm để mà sau đó mình đi những chặng đường tiếp theo lớn hơn. Thì đây là những cái kinh nghiệm vô cùng quý báu mà tôi đã từng trải qua khoảng 3 năm các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Cảm ơn các bạn.